Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đây có bác mẫu xe đạp địa hình Czech Merlin 6, một mẫu xe form dáng cực đẹp các bác nhé, và được trang bị bộ vành bánh lên tới 29 inch. Đấy các bác nhìn cái form dáng cực đẹp với cái đường khung nó vuốt lên trên. Đấy, vuốt thẳng lên trên phần đầu xe các bác nhé, và form dáng bánh 29 inch, nhìn chiếc xe nó cực kỳ là cơ bắp và rất là chất lượng đúng không các bác. Đấy, thương hiệu Czech thì là một cái thương hiệu xe rất là lâu đời rồi, và nó tạo được một cái chỗ đứng rất là vững ở trên thị trường xe đạp thể thao. Đấy, một thương hiệu xe cực kỳ đẳng cấp của Mỹ. Đấy, Merlin 6, màu Merlin 6 các bác nhé, dây toàn bộ chạy âm sườn. Này về chiếc là tông màu xanh dương và được sử dụng logo với những cái đường phay xước. Đấy, logo màu bạc phay xước các bác nhé, cực kỳ đẹp. Đấy, form dáng thì không thể chê vào đâu rồi, nhìn nó cực kỳ là cơ bắp và cực kỳ là hầm hố. Đấy, đang có giá bán với nhau là 11.800.000 các bác nhé. Đấy, rất là ngon. Thì cái thương hiệu Czech này thì rất là đẳng cấp rồi, nên là so về cấu hình nhé thì nó sẽ đắt hơn những chiếc xe cùng tầm tiền, những chiếc xe cùng cấu hình. Đấy, thì xe này sẽ được trang bị bộ chuyển động là Shimano Atut với 8 tầng nít, và bộ đùi đạp của Shimano là 2 tầng đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Trang bị phanh dầu của Techo, trên này là phanh dầu Techo các bác nhé, và bấm xả cũng là của Shimano luôn. Với một cái ghi đông rất là dài. Đấy, ghi đông dài này thì các bác đi xe nó có một cái cảm giác lái cực kỳ tốt các bác nhé. Giảm sóc của xe là giảm sóc dầu thủy lực đến từ thương hiệu FZ Santur MWX CT30. Đây, con này là sóc 29 cho bánh 29 inch các bác nhé. Đây, bánh Bontrager nguyên bản. Đây, bánh Bontrager nguyên bản sử dụng quả lốp 29 nhân cho 2.20. Đây, 29 nhân 2.20 rất là lớn, cỡ lốp rất là lớn các bác nhé. Đây, quả lốp này mà đi mà bám đường thì thôi rồi. Đấy, các bác đi đùi núi cực kỳ là ok với chiếc này. Đấy, bánh may ư là nguyên chin hết theo xe này, rất là đẹp. Đấy, tay lắm cũng là nguyên chin Bontrager theo xe luôn. Yên các bác nhé, yên cũng chin hết. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Chuyển động để cho các bác xem. Sau đó từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm, thì size này phù hợp với bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Đó, bộ chuyển động Atut 8 lít 2 đĩa cho 16 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì rất mượt các bác nhé, bác có thể nhìn trên hình nó chỉ là mượt mà. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 11.800.000 bao ship toàn quốc, tức là các bác chuyển hết 100% tiền và bỏ hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.